Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Con xin chúc cô chú và anh chị có một buổi chiều vui vẻ. Và hôm nay con có lô hàng sứ xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Một lô nó gồm 4 cây ha. Và cây đầu tiên là cây kim anh và cây tím và cây vân Huế 13 và cây vân Huế 11 ạ. Và cây kim anh, cây kim anh này nó có hoa màu cam gân đỏ cánh kép ạ. Nó có bo ghép rất là dài và tựa nó ra nhiều nữa nè cô chú và anh chị, tựa ra rất nhiều. Cây nó xanh khỏe ha, củ to nữa. Và còn đây là cây tím. Cây tím này nó có hoa màu tím và cánh đơn 5 cánh ạ. Cây này nó có cái bo ghép rất là dài luôn nè. Và ra tược nhiều đó. Cây này nhìn cái củ nó rất là khỏe luôn. Và cây này là cây vân Huế 13. Cây vân Huế 13 này nó có 3 lớp màu đỏ. Màu đỏ sọc tím và pha lẫn màu trắng hồng giống như ngôi sao 5 cánh vậy á. Cánh hoa to tròn ạ. Cây này nó cũng có bo ghép dài nè. Và tựa ra nhiều. Củ của nó nhìn rất đẹp. Cái củ này vô, mình vô cái chậu là chậu hơi dài xong chỉ nhờ cái. Và còn cây này là cây vân Huế 11. Cây vân Huế 11 hoa nó dạng cánh đơn 5 cánh ạ. Cánh hoa trắng sen sọc đỏ, nó rất là sai hoa. Và cây này nó, cây vân Huế 11 này nó ra cái bo ghép nó rất là dài nè, tựa nó nhiều nữa nè. Và củ to nữa. Cái này về nếu cô chú anh chị mình có sang chậu á, mình nên chọn cái loại chậu nào mà nó thoát nước tốt á. Và mình đôn củ nó lên là mình đôn cao cỡ khoảng 2 lóng tay thôi ha. Cho cây nó dễ hút chất dinh dưỡng á. Dạ, 4 cây này đang bán với giá 450.000. Dạ, bên con ship hàng toàn quốc, phí ship xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cho bên con ạ. Nếu cô chú và anh chị thấy thích thì xin hãy nhấn like để ủng hộ cho bên con. Và mình nhấn nút để đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới và như những mẫu hoa đẹp á. Dạ, xin cảm ơn ạ.